Với thời đại công nghệ ngày càng phát triển rồi, bây giờ không có ai mà đi ra cửa hàng mua đồ trả góp làm thủ tục lằng nhằng các kiểu hết. Cái đó là xưa rồi. Bây giờ chỉ cần ngồi tại nhà nhịp dò cầm điện thoại bấm cái pẹt, 2 phút có ngay 10 triệu xài. What? Với cái số tiền này thì các bạn có thể mua sắm và tiêu xài thoải mái luôn. Rồi mai mốt trả góp lại sao? Đồ tí cho vui thôi, trong video này Tâm sẽ hướng dẫn các bạn cái cách đăng ký cái tài khoản dùng trước trả sau của công ty Home Credit để các bạn có thể nhận được cái số tiền từ 5 triệu tới 10 triệu mua sắm thoải mái luôn. Ok, và bây giờ không nói dài dòng mất thời gian nữa, như các bạn có nhu cầu, các bạn muốn mở cái tài khoản dùng trước trả sau thì ngay bây giờ đây các bạn hãy cùng theo dõi thật kỹ và làm theo cái Tâm nhé. Now, chiu.